Đào thì hiện tại này đã đang bị lỗi về phần present, cho nó thầy không không có thể chiếu trong các bạn học online được. Thì khi ông giảng xong thầy sẽ boost video trên YouTube, thầy gửi lại link. Rồi nhiệm vụ tuần này của mình có gì thì các em lên trang UTX, một cách nào rồi. Đó. Công nghệ phần mềm thì mình sẽ có hai phần. Phần số 1 là xác định actor, chức năng, lực độ, use case và flow event. Từ trước thầy có nói là mình làm phần thiếu thì cho một số nhóm mình bổ sung. Thì vừa cơ bản các em chọn được chức năng mình làm rồi, chọn được chức năng đồ án là gì. Ở đây thầy nhắc lại mình tập trung vào quy trình, không tập trung vào sản phẩm. Cái là sản phẩm cuối cùng ra có thể là có thiếu một số chức năng thì nó không quan trọng, mà mình cách là mình học tất cả các quy trình trong việc phát triển phần mềm. Thì thầy đã xem qua thì các nhóm cơ bản là mình đạt được yêu cầu. Tuy nhiên để đánh giá chi tiết hơn thì thầy cho là mình mỗi nhóm thì mình sẽ vào phần đánh giá. Ở đây mình chọn một nhóm, mình sẽ đánh giá 5 nhóm khác, thì bạn nào submit thì sẽ chịu trách nhiệm là mình đánh giá. Tuy nhiên tất cả các thành viên trong nhóm sẽ cùng dùng account của bạn đó để đánh giá cho các nhóm khác. Đó là về phần số 1 là đánh giá và phần use case actor. Và thông qua bước này thì mình sẽ biết được là các bạn khác sẽ làm những gì, và mình có thể hiệu chỉnh lại phần use case, phần flow event cho phù hợp. Và bài tập nhóm tuần này thì nó sẽ nằm trong một tuần số 7. Tuần số 7 bài tập nhóm. Thì bài tập nhóm này là bài tập nhóm từ trước đã nói là mình trong quá trình mình là mình sẽ phát triển theo mô hình Scrum. Scrum thì nó có nhiều sprint. Thì mỗi sprint thì nó sẽ có từ 2 đến 4 tuần. Tuy nhiên do đặc thù môn học mình thời gian ngắn như đó mình chỉ sẽ làm trong 7 ngày hay là một tuần. Thì một tuần đó mình sẽ làm những gì? Thì trong này sẽ có một số yêu cầu. Thứ nhất, thầy sẽ đưa lại mô hình Scrum cho mình. Tuần trước thầy có giảng phần này rồi. Đó thì trong mô hình Scrum thì nó sẽ có là phần bộ rớt backlog. Thì bản chất cái này chỉ là cái bài tập tuần trước mình làm thôi, cho phần tài liệu mô tả các yêu cầu. Rồi sau đó mình chọn ra một số chức năng mình sẽ làm trong 7 ngày, thì nó gọi là Sprint Backlog, nhóm chức năng này. Rồi sau đó bắt đầu mình mới thực hiện việc làm này. Nó sẽ có 24 giờ, cái là mình sẽ họp hàng ngày, mỗi nhóm mình sẽ họp hàng ngày, rồi mình sẽ biết ra các chức năng, rồi mình sẽ làm. Ví dụ như nó sẽ có 3 câu hỏi mình còn phải trả lời, là ngày hôm qua mình làm được gì, hôm nay mình sẽ làm những gì và khó khăn mình gặp phải là gì. Và sau kết thúc thúc này thì mình sẽ có một số doc của mình để mô tả kết quả đã thực hiện được. Thì doc của mình đã sẽ có những gì? Đó thì đầu tiên yêu cầu mình là để ban nào đó mình sẽ làm bài tập nhóm thì mình sẽ quay phim lại nhất một lần nhóm mình thảo luận để mình chọn ra trong sprint đó mình sẽ làm những gì. Thì các em sử dụng hệ thống online thầy có cung cấp trên đó các table, thì các thành viên trong nhóm mình đều bật cam lên để mình thảo luận và quay lại. Thì đó là một cái. Cái thứ hai là mình sẽ nộp lại link tài liệu product backlog. Thì bản chất nó là bài tập của tuần trước thì mình cứ lấy link lại nộp. Rồi sau đó các nhóm mình sẽ chọn ra một số chức năng cần phải làm trong 7 ngày, thì nó gọi là Sprint Backlog. Thì nó cũng có là actor, use case, flow of events, thì tất cả nằm trong Sprint Backlog. Nhưng cái này nó ít hơn thì nó chỉ có một vài chức năng ở đó thôi. Rồi ở đây mình bạn trưởng nhóm nhiệm vụ là ghi lại daily scrum meeting, tức là ngày hôm đó nhóm mình họp lại rồi mình trả lời 3 câu hỏi như thế nào, và nhớ mình làm trong 7 ngày. Ví dụ ngày 1 mình là gì, ngày 2, 3, 4, 5, 6, 7, và kết thúc 7 ngày này thì mình sẽ nộp lại link GitHub. GitHub thì nó có kết quả mình thực hiện được trong sprint này, có GitHub, có README, và mình quay phim lại demo kết quả mình đã làm được trong 7 ngày đó mình làm được những gì. Đó là một bạn mình đại diện mình nộp
Ở đây có hai link video này, một link GitHub và ba link document. Đó là tất cả những nội dung mình sẽ làm trong tuần này. Thì ở đây mình sẽ làm liên tục trong 7 ngày. Và phải có daily sprint meeting. Hàng ngày mình thảo luận. Đó thì các nhóm mình sẽ làm quy trình phần mềm trong một công ty thì nó sẽ đi theo các bước. Nó làm tương tự vậy.